Alo, cho em đặt 5 cốc trà sữa ạ. Dạ vâng, vâng. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ alo ạ. À dạ vâng chị ơi chị, bây giờ em sẽ là địa chỉ nào ạ? À, để em ngay đây thôi. Chị cứ giữ máy để em chỉ đường cho nhá. Chị lại quay sang tay trái. Chị lại quay xuống. Dạ vâng ạ. Vâng, chị đợi em xin. Trông ở trong này nhá, trông chị Trang biết đấy. Trời ơi, trông chật quá mọi người ơi. Đi gì đâu? À, bày ra trò trốn tìm này à? Chị Trang chắc là đang ở đâu? Chị chả còn đâu mới biết mình các bạn. Trời ơi, bà Trang bà đi đâu rồi? Xem đây! Nani? Nani? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là mình sẽ tìm thêm một người nữa. Ô mày là mô xin đê yêu. Ôi chà. Ôi ơi. Oh, yeah.